Rồi hôm nay tiếp tục là em lên cho anh em là lô chữ Z nha anh em, cũng là 5 cây máy cắt cỏ ha. Địa chỉ của em là Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ các anh em. Số điện thoại là 0972 949 527. Số đó là có xài Zalo luôn nha. Anh em chốt hàng đó thì cứ liên hệ về cái số đó. Rồi cái kênh bên YouTube của em á là Vũ Linh Máy Cắt Cỏ nha anh em. Còn bên TikTok là Vũ Linh ha. Với lại là giá bên em bán hàng á là giá trên đây là đã bao ship tới nhà cho mình, đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm ha anh em. Hàng tới thì anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy, xong rồi mới thanh toán tiền ha. Hàng không đúng như video em báo thì anh em có được quyền trả hàng về không tốn 1.000 nào hết nha anh em. Với lại á, hàng bên em là bán hàng không lấy cọc, không có lấy cọc nha anh em. Nói chung thì anh em là nằm kiểu trên đó là không lấy cọc đồng bạc nào trơn á. Máy em gửi ra chất lượng như video như hình ảnh là em mới gửi được ha anh em, chứ máy mà tầm bậy tầm bạ là em không có gửi ha. Tại vì bán hàng không có lấy cọc mà đâu có giao hàng tầm bậy tầm bạ được. Hôm nay em lên cho anh em là Kyugit Echo nè, Magu Yama 23 nè, Mitsubishi TL 23 nè, Kyugit Echo 220 siêu đẹp luôn anh em. Và con đầu tiên là con Gobin 212, giá chỉ có 1.2 triệu thôi anh em, nòng 32 ly luôn. Giá hôm nay là rất là rẻ luôn, 1.2 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu, 1.7 triệu, 2 triệu. 5 con máy mà hôm nay em lên á, mà anh em mà muốn tìm con máy nào khác á thì anh em cứ kết bạn Zalo giùm em số này ha. Tài lái, tài liếc, đồ là anh em yêu cầu sao là em sẽ gắp đầy đủ hết, gắp như yêu cầu nghe anh em. Rồi vô con Z1 con đầu tiên luôn đi em, Gobin 212 ha. Nay quay chỗ này nó hơi chặt anh em ạ. Rồi con đầu tiên là con Z1 Gobin NB212 anh em. Nòng 32 ly ha, 23cc lần nha. Con này chạy rất là khỏe luôn anh em. Con này nó chạy bộ chế là quanh MG1, quanh MG1 kim dài nè. Máy móc là zin nguyên bản hết nha anh em, chưa bung chưa chẻ vậy hết nha. Con này là Gobin nha. Tum nhôm luôn anh em, công tắc thì nằm phía dưới nha. Hiện tại là nó chưa gắp tay lái. Anh em muốn một tay thì em gắp một tay, cho anh em muốn hai tay thì em gắp hai tay, hoàn toàn miễn phí cho anh em ha. Cần đầu bò đồ là zin hết. Rồi Z1 này giá chỉ có 1.2 triệu thôi nghe anh em, Gobin 212 á. Dòng này thì nó tầm cỡ 3kg, 3kg rưỡi thôi. Cái dòng này chạy rất là khỏe luôn anh em. Anh em mà xài gia đình mà sử dụng ít rồi đó, lâu lâu đập cước đó thì anh em lấy con này. Rồi tiếp tục qua con Z2 là dòng của Echo nghe anh em. Giật xong đứng đây luôn đi. Bơm xăng lên ra cái tống le này. Đây con này là Kyugit Echo 220 anh em, nòng 32 ly 20cc ha, máy đầy cao anh em. Máy đầy cao rồi đó, chạy siêu tiết kiệm xăng luôn anh em, bộ chế ra ngang, bộ chế vú to nè. Bộ chế này là chạy tiết kiệm xăng hơn chế quanh bờ gồ 2 kim luôn anh em. Con này là zin nguyên bản hết nghe anh em. Đây nhìn bộ nòng nè. Nòng bô là còn trắng tinh ha. Chế. Con này là đây đang quay số xe ghi nè. EGT220 anh em, con này là nó có cái lỗi là nó bị cái tâm đó anh em. Cái tâm nó hơi dơ nè, còn bao nhiêu là còn lại là rất là đẹp nghe nè. Có cái tâm nó hơi dơ nè, bây giờ em bán chỉ có 1.4 triệu thôi. 220 nghe nè, Kyugit Echo 220 mà giá chỉ có 1.4 triệu thôi. Điểm eo móc dây đeo của nó đầy đủ hết. Hai ta lái nghe nè, đây nhìn con ốc nè. Con nào con lấy là còn trắng tinh nha, hai ta lái ra bóp hệ luôn. Mà em bán chỉ có 1.4 triệu thôi, công tắc xuống là tắt lên là mở ha. Cần đầu bò đồ là zin hết. Rồi Z2 này giá chỉ có 1.4 triệu thôi nghe nè, siêu đẹp luôn ha. Vàng áo là liền lạc chưa bể vỡ nghe nè. Rồi tiếp tục qua con Z3 là dòng của Mitsu nghe nè, Mitsubishi. Giật lại cái nơi em chị không nói gì vậy. Rồi con Z3 này là Mitsubishi TL23 nghe anh em, nòng 32 ly 23cc ha. Ở lộn con này nòng 31 ly chứ 23cc nha. Đây nòng là đóng số 23 nghe anh em, còn TL26 là đóng số 26 nha. Con này là máy móc zin nguyên bản hết nghe anh em, chưa có hay hế gì hết. Đây lóc là sẽ đóng mất in da băng nha. Con này là về bên em là chỉ xúc rửa bình xăng 2 giây 2 lượt thôi. Tất cả cái loại máy nào gì xúc rửa bình xăng 2 giây 2 lượt là chạy chứ chưa bung, không có làm, không có bung, không có chẻ gì hết nghe anh em. Công tắc thì nằm sau áo nha. Cái tem của nó, số xe ghi của nó mất tiêu luôn rồi.
Rồi con này là giá chỉ có 1 triệu 6 anh em. Con này là em chưa lắp tay lái. Anh em muốn tay nào đó thì em lắp cho anh em tay đó miễn phí hết nha anh em. Cần đầu bò đồ là zin hết. Rồi Z6 này, dòng Z3 này chỉ có 1 triệu 6 thôi. Đồ đạt là liền lạc chưa bởi vỡ ha. Rồi tiếp tục qua con Z4 là dòng Magu nha anh em. Con này 23 ha, siêu đẹp luôn. Con này xăng nó chưa lên anh em, bởi vì lên ga nó hơi chậm nè. Lên ga lên thôi. Con này xăng nó hiếu anh em, nó con miếng này chạy không nổi anh em ơi. Nhưng mà em đảm bảo cho anh em là hàng tới thì anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy trước khi nhận mà anh em lo gì. Ví dụ mà hàng tới mà anh em lên ga nó kiểu như vậy, nó lên ga nó không lên ga cái nó tắt chạy không nổi thì anh em được quyền trả hàng về. Anh em khỏi lo gì phần này ha. Đây lóc đóng in da băng luôn anh em, go pin ha. Lộn con này Magu 23 nha anh em. Đồng 32 ly ha. Chế là chế quanh bờ gồ một kim anh em. Đây quanh bờ gồ một kim ha. Đây chữ quanh gồ nằm sau lưng thế nè. Quanh bờ gồ một kim, con này tâm nhựa tâm liền ha. Công tắc thì nằm phía sau áo luôn. Điểm eo với móc dây đeo của nó đầy đủ hết. Con này là hai tay lái nha anh em. Hai tay lái mình được bộ ga bóp hệ luôn ha. Đây ga bóp hệ luôn. Anh em mà không muốn sử dụng ga bóp thì anh em buộc cái này lại, lên xuống bằng cái cò này là nó hành ga bóp nha anh em. Lòng hành ga giữ ha. Cần đồ bò đồ là zin hết. Rồi Z4 này giá chỉ có 1 triệu 7 thôi nha anh em. Magu Yama 23 ha. Cái dòng này thì anh em phát cước ít là đều được hết nha anh em. Nồng tới 32 ly lận. Rồi qua con cuối cùng là con Z5, dòng này của Ikeo ha. Gọi tới nổ đi em. Rồi con cuối cùng này là con máy đầy cao nha anh em, Kyugit Echo máy đầy cao ha. Để coi con này hai máy đây. Con này 2620 nha anh em, nồng 34 ly nha, 26cc. Chụp giật có trợ lực nè, chế là bộ chế là ga ngang, bộ chế vú nhỏ luôn anh em, hai kim luôn ha. Đây cái kim thứ hai nó có cái lỗ nó giấu trong này nè. Đây nó giấu cái kim thứ hai trong đây nè. Bộ chế này là chạy siêu tiết kiệm xăng luôn anh em, bô ấm ha. Máy đầy cao thì bô ấm mà chạy nó. Cái tiếng máy của nó không có hét anh em. Nhưng mà anh em đưa vô cỏ tới đâu thì nó chạy tới đó. Con này là giá 2 triệu hơn anh em. Chụp giật trợ lực nè. Chế là chế ca ngang, chế vú nhỏ, chế siêu tiết kiệm xăng luôn nè. Hai ta lái ga bóp hệ luôn anh em. Ba cái món đồ chơi này mà cái máy nó có 2 triệu hơn anh em. Đây con. Ga hai chế độ ha, muốn ga bóp thì ga bóp, muốn ga giữ thì ga giữ anh em. Y chuông 2620 ha. Đây. Mắt in da băng của nó đầy đủ hết. Hai ta lái ha, cần cán cỏ đầu bò đồ là zin hết. Rồi. Z5 này giá chỉ 2 triệu hơn anh em. Anh em có chốt hàng đó thì cứ liên hệ giùm em là cái số điện thoại là 0972 ha, 949527. Số đó là có xài Zalo luôn nha, địa chỉ của em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha.